Vừa qua, một chương trình truyền hình ở trên kênh SBS đã phỏng vấn nam YouTuber sở hữu kênh YouTube Bepon TV sau cái chết thương tâm của cố diễn viên Sully. Đáng nói đến nay, SBS mới tung ra thông tin về cuộc điều tra gây tranh cãi này. Qua đó, nam YouTuber đã livestream sau khi Sully qua đời không lâu, khóc nấc tự nhận mình là bạn trai của cựu thành viên nhóm FX và sau đó còn nói rằng tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy. Hành động này đã khiến cho dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Được biết, nam YouTuber này đã phát trực tiếp sau cái chết của nữ ca sĩ với khuôn mặt tràn đầy nước mắt và cho rằng anh ta sẽ không bao giờ quên Sully. Tuy nhiên, khi chia sẻ với SBS trong phóng sự mới nhất, anh ta lại cháo trở rằng tôi muốn bày tỏ sự đau buồn của mình theo một cách khác. Tôi không có ý chế giễu hay thiếu tôn trọng cô ấy. Tôi cảm thấy không đúng khi những người nổi tiếng bị tổn thương bởi những bình luận ác ý. Chưa dừng lại ở đó, nam YouTuber này còn khiến người xem phẫn nộ với nhận xét Sully đâu chết vì những bình luận ác ý và nếu không chịu được khắc nghiệt thì đừng mong làm người nổi tiếng. Sau khi xem xong đoạn phóng sự của đài SBS, không ít người hâm mộ nữ ca sĩ cảm thấy tức giận với hành động đáng ghê tởm của nam YouTuber này. Hiện tại, netizen Hàn và người hâm mộ Sully từ khắp nơi trên thế giới đang kêu gọi tẩy chay và report kênh của anh ta. Ngoài ra, SBS cũng bị chỉ trích vì đào lại những chi tiết gây phẫn nộ này để cho những kẻ từng chỉ trích nhục mạ Sully xuất hiện trên truyền hình. Sự ra đi của Sully, cựu thành viên nhóm FX, tới bây giờ vẫn là một nỗi mất mát to lớn với những ai yêu mến cô nàng nói riêng và cộng đồng fan K-pop trên khắp thế giới nói chung. Thiết nghĩ mỗi chúng ta hãy để cô ấy ra đi trong bình yên, đừng nên lợi dụng việc này để trục lợi cho chính bản thân mình.